What's up anh em? Ok, what's up trở lại anh em và vẫn có tới một lần là mình vào hôm nay. Thằng em báo là tin chiến nha anh em, siêu bán. Siêu cái mỏ nhí mắc cười. Siêu nghe mình mỏ nhí mắc cười nha anh em. Nói chung là nói về bầu đội nha anh em, bởi hôm qua bầu thua Pháp anh em ơi, quá buồn anh em luôn anh em ơi. Nói chung là kiểu như CR7 đã chấm dứt từ đây đúng không bạn? Quải hồ luôn anh em ơi, quải anh Bảy chắc là không đá, nói chung là giả từ đội tuyển quốc gia đó anh em, không biết còn đá cho nát hay không. Nói chung là bây giờ anh Bảy muốn nhân nghề giờ nào rải nghề anh em ơi, quải quá chán anh em, đúng buồn luôn anh em thật sự. Và rồi về hành trình đi bui tem bồ đội nha bắt đầu nha anh em, quải hồ luôn anh em. Hôm qua mình nói chung là mình dạy anh em ơi, dạy giọt anh em ơi, quải hồ mình đi mua trước chọn anh em mà. Và rồi mình nghĩ bồ đội nha mình đang có tin tưởng là bồ đội nha có thể thắng được anh em, nhưng không, một cách thần kỳ đó do Philip đã bế bồ đội nha về nước nha anh em, một cú ha sút đi về nước luôn, quá buồn anh em ơi. Và rồi mình đã mắc một sai lầm khá nặng nề, mình đi mua trước và cái kết mình lỗ, quá lỗ anh em ơi, quải hồ luôn rồi. Nói chung bê bỏ qua đây anh em, lỗ qua mấy trăm triệu bỏ qua đây anh, 723 nha anh em, 723 tuổi bây giờ là còn có 90 thôi, cho 90 đi, quải hồ luôn, quải thật sự luôn anh em, quá lỗ luôn anh em ơi, quá khủng luôn rồi. Ôi, lỗ dữ vậy ta, giờ lỗ 30 anh em, cho lỗ 30 nha, bữa đô 27 nè, giờ còn 18 hay gì anh em ơi, 18 anh em ơi, lỗ phải lỗ 10 nha anh em, cho là lỗ 50 tuổi xương xương như thế nha anh em. Vãi rồi, 50 tuổi là mình có thể mua được mấy con khác anh em ơi. Ôi, bây giờ còn có 49-8, giờ mình để mấy con này xuống giá, xả nhiều xuống nữa mình húp anh em, mua cho Cancelo, cho Ben Diaz, Rafael, quả dù Rafael bị cấn nha, chứ 45 thì ổn đấy, nhưng mà thể lực hơi cấn, chạy cánh mà thế lực kiểu này thì suy nha, suy đẹp khó ăn, thế lực cái này đuối bà đúng không, để phải một cục nữa thì ngon, thế lực cái này có mặc dù cũng có vết chạy nước rút nha anh em, thế lực này hơi do dự nha. Mình ra Philip này thì chúng ta không nên nói về nó. Quá cay ghê luôn em ơi, ai không cho đá cho ra Philip, thấy bước ra cái mặt là không căng căng rồi à, nhấm nhấp cay thế nghĩ buồn ghê luôn em ơi. Quá chán bọn nghe thuộc pháp anh em, mà quá buồn. Bruno Fernandes này đá vị trí xem mà ok, mình đang vị trí rất là ưa chuộng anh em ơi. Ok, thế là full cây nha anh em, có đồng tóc thôi, full truyền nha anh em, Bruno là full truyền. Ok, chắc cũng khá là chiến anh em, năm chỉ soạn cái thứ này nhìn khá là xịn rò, mình chơi 8 tuổi chắc mình nghĩ còn xuống nữa anh em ơi. Không biết đi Goldarop bao giờ mới có mini fade để mình cưới, bây giờ mới có mini fade cinema rồi nha, cũng thấy ngon phết không anh em, nhưng mà không biết chỗ nào có mini fade này, bây giờ có mình defy nha anh em. Ok, và Vitinha này sao mà xem CM mà thế lực hơi bị đấu anh em ơi, cũng như hơi bị ngại nha, khá là ngại đấy anh em. Ok, xong rồi nhận ba con hàng này trước, 552 tuổi anh em ơi, phải rồi luôn ấy. Bây giờ mà để bữa nay mua thì là hợp lý nha anh em, thì trăm mấy tuổi, không đến trăm năm mấy đâu anh em, lỗ quá lỗ rồi. Hôm sau anh em quyền 7 có thể lỗ bất cứ giá nào anh em ơi, quyền 7 à. Ok, anh bạn phải đi kèm đó là bye bye anh em, hai lão tướng của chúng ta. Ok, cứ suy nghĩ mà chậm qua lại buồn anh em, quá buồn anh em, quá si luôn nha. Ok, gắn vô thôi. Ok, một con ngày clone này bắt đầu hành trình bui tem nha anh em, bui bồ đó nha, chơi chính thức nha anh em. Theo mình nghĩ là mùa thẻ Euro này chắc là mùa thẻ cuối cùng của anh 7 quá anh em ơi. Vậy là chỉ cần đợi icon thôi anh em, mà anh 7 thua rồi, bồ đó nha thua anh em, về nước rồi. Nói chung là kết thúc cuộc chiến xem Euro từ đây nha anh em, sẽ không ngồi thức xem Euro nữa. Ok, chỉ số anh 7 khá là nét, Busquets khá là ngon luôn anh em ơi, sút căng đét luôn anh em, mời lắm anh em ơi, thật sự xe 7 này xịn, chỉ số Busquets cũng ngon. Nhìn làm gì bạn, thằng em nên làm hành động gì đấy nên mình không nên nói đâu, mình nói giá lại buồn anh em. Ok, nặng này có bút tóc nha anh em, nói chung là bữa nó được xe qua mà đánh đá thằng nét đi, chạy bao sân nha anh em, cũng chân trái này ngọt nha anh em, ngọt như mía lùi nha anh em, coi nè, quá đã luôn nha, một bút một chữ sút nữa, mình khá ơn Bruno này. Ok, giờ chỉ cần đợi, nói chung là mình bui xong cái hàng thủ trước đi anh em, này tiền về sau nha. Ok, giờ đi tham khảo xíu anh em, để mình ok, hiện tại là mùa World Cup Bồ Đào Nha thì mình nói chung là mua thêm color full cái màu áo đó luôn nha anh em, và nói chung là mùa World Cup cũng khá là rẻ nha anh em, mình khá là thấy là cũng khá là ưng này. Rồi Fernandez này thôi, chắc nên là vị trí cao, chắc là không nên chung 3 năm nữa anh em, bật đú nha anh em, chung 3 năm mà hửi, nhưng mà cũng thấy là khá nét anh em à. Bỏ rồi, 7 chỉ số anh em, đã phết luôn ấy. Ok, và do nói chung là Bruno Silva, Cam, chung 53, nói chung là mấy mùa này khá là xì anh em ơi. Ok, con hàng mà nhắm tới đó là Giao Cancelo, RB anh em ơi, chung 45 thì là full cây này nè. Bỏ rồi, nhìn xịn xò phết anh em ơi. Anh em đánh đá mùa World Cup này với mùa Euro kia mùa nào nét này.
Nói chung là ý kiến nha. Và Ruben Dias này nữa này, nó cũng được phết luôn nè. Ok, mà biết thể lực như nào thích luôn nha. Lấy được so sánh. Ok. Và cứ này cứ nào bạn biết không bạn? Lão quá này. Biết không? Còn nghe mình không biết luôn nha anh em, chịu luôn. Khá là già anh em. Bỏ sao chứ sợn luôn. Nhưng mà thể lực hơi cấn, nếu mà thể lực xịn xịn có thể mua bui anh em ơi. Vitinha. Thể lực cấn quá anh em mà thực sự. Ok, và để coi Ruben Dias mùa đó, Ruben Dias mùa này đâu rồi? Đâu rồi? Đây nha anh em, thể lực. Nói chung là hơi thua cục nha anh em. Ok. Nói chung là đến đây thôi nha anh em. Vừa rồi lên kèo tập thẻ anh em qua và kết là chúng ta đi mở gói cho hẹt của mình nha. Hy vọng giấy sẽ vọng anh em ơi. Ok, và anh em chờ đợi mình vui team color và đá cho anh em coi nha. Ok, để mình xuống. Here we go. Ok, lên kèo tập thẻ anh em qua nha anh em. Hôm nay nhẹ nhàng xin xương thôi anh em à. Ok, đây là kèo cứng hình em thanh toàn nha anh em. Kèo nhẹ nhàng cũng 5 nha anh em. Ok, đó là LB cộng 5. Ok, cụ này nói chung là Betis đúng không anh em? Betis hay mày này Betis chứ mà đi như gì anh em? Betis. Ok, for chắc là ba con Likin nha anh em. Ok, bà có muốn đập kèo cộng 5 đầu tiên chứ hay không là hay là mình? Ok, nghe nó lắc đầu nên vậy mình chiến nha. Hy vọng sẽ lên đang ngủ cho người anh em vậy lên xuống sẻ với người anh em. 1 2 3 4 5 sáng xịn sò đây nào. Bùm. Đố bạn lên không? Lắc đầu cái gì? Siêu đi người anh em. Gì vậy bạn? Bạn không nghiêm túc rồi. Nghe em đặt ngủ nha anh em. Nói chung là sorry anh em. Và rồi nói chung là quá vô cho người anh em tâm hồn. Ủa phải rồi. Đập dễ dàng nha anh em. Hôm nay nhẹ nhàng cho ta. Nhẹ nhàng là dễ. Tinh thần thoải mái rồi luôn em ơi. Ok. Chiến nha. Tiếp tục đây mình. Hey, ok, trả lời cho anh em. Nên kèo cũng sáng thôi, cộng 5 đúng kèo anh em ơi. Ok, đây là kèo của người anh em Trung Hiếu nha. Và rồi đây là kèo TD Henry 6 anh em ơi. Ok, mùa Juventus vs Ambassador. Và kèo này chắc cho anh em báo rồi. Thằng em nó phái Henry lắm anh em ơi. Ok, và phôi vãi rồi, thế mình nghĩ là 325 anh em. Phôi nét vậy anh em, phải không? Ok, để mình chắc nha. Ok, anh em, và phôi thế này nha. Thằng em báo này Henry chứ gì? Nè, phải Henry anh em này, vậy anh em báo mình về ai? Chai ra ghi hả? Phải rồi, giống quá anh em. Thế rồi xin lỗi anh em gì đó. Phải anh đi cứu ai cha không? Mình nhầm nha anh em. Ok. 2 3 Hy vọng em sẽ hên anh em. Alo cứ mắc lại, hy vọng sẽ hên nha. Thì lại đen chứ. Biết được anh em. Bị bản. Phải rồi, anh em quay màn hình xuống không kịp nha. Mà cái cục là đi luôn nha. Bình đố. Quá đen cho người anh em. Để mình xuống. Ok, trở lại nha anh em, qua sân cánh nha anh em, làm vài kèo nữa rồi xong rồi về lại sân nhà mà gói cho ngạc mình nha anh em. Ok, đây là kèo của anh em Huy Khánh. Và rồi kèo cũng 6RB ở cành lúa anh em ơi. Ok, thằng em nó đập đi giờ tới mình nha anh em, người đập kèo đi. Thế thằng em đưa nó hết thì là ba đấu anh em à. Ok, rồi làm chắc lại phôi nha. Ok anh em, vừa rồi phôi thế này nha. Ok, anh em nó đen, hy vọng mình sẽ hên nha. Chắc chắn là sẽ hên, hy vọng về anh em. Cảm giác mà đập rất là cao anh em à, thật sự. Chuyển cho anh em, mình luôn uy tín video đó mà. Một phải lắc nha anh em, quả giờ nó sẽ lắc khá là lắc. 2 3 4 5 6 Câu này thằng em báo à, bạn coi mình nè, bạn có xử lý nè. Mình nói sao bạn? Quá đen luôn em ơi, nói chung là cuộc sống này đập thẻ có đen mà có hên em ơi. Chứ không bao giờ hên được anh em à. Ok, để mình tiếp nha. Ok, kèo thứ hai anh em, vâng, kèo này là của người anh em Thế Đạt nha. Và rồi kèo người anh em đưa ra đó là shoot up 6 anh em à. Ok, kèo này anh em báo nha anh em chiến. Kèo chiến rồi bạn. Ok, làm chắc là phôi. Ok, rồi chiến anh em báo. Chụp lỗi lại cho anh em quên nào, nãy băng hơi bị đen rồi đấy. Mình lên được kèo rồi nhưng mà bạn đã xịt lên mấy kèo thôi. Xịt đúng kèo đúng không? Ok, anh em báo nó xịt đúng kèo anh em ơi. Hy vọng kèo này xịt nữa nha. Chắc chắn là như vậy rồi anh em à. Quá đen anh em ơi, xin lỗi anh em nha, tiếp tục đây mình. Ok, tiếp tục nha anh em. Vâng, đây là kèo con anh em Phước. Vâng, kèo con 6 và đánh là Cristiano Ronaldo một Barker 6 anh em. Ok, đây là phiên hạng bản chính hãng nha anh em. Ok, chương 5 nha. Ok, chuyến hy vọng hôm nay sẽ có một kèo con 6 ngủ cho anh em coi nha. Năm đã lên rồi, dần 6 lên tiếng thì là đẹp, đầy lại vô khung anh em à. Và phô thêm mình nghĩ là người anh em sẽ xếp kỹ càng là 120 nè, 128 và 127 anh em ơi. Ok, như thế này nha. Ok, hy vọng mình sẽ chinh phục được kèo cộng 6 anh em à. Thằng em báo này là hơi bị đen rồi. Chuyến anh em ơi. 1 2 3 4
Bresciano từ mũi. Rose. Trời ơi, cái nhịp sáng này hy vọng được bạn. Nhịp sáng này không hy vọng được anh em, mà nó vẫn là cái nhìn rõ và mình cái con số 4 màu bạc đấy. Chứ không muốn thấy nha, để mình tiếp tục nào anh em ơi. Vâng, và đây là kèo Ronaldo Đà Lê Măng cộng 6. Tiếp tục vâng, vẫn là đó là người anh em lấy. Ok, kèo này cho một lần thứ 2 nha anh em. Và đây là lần thứ 3 nha anh em. Ok, kèo này cho em báo rồi. Bảo vì mình bế đi 2 lần, mình khá là đen nha. Và rồi mình cũng mất đi sự tự tin để đập. Và rồi thôi, ok, để mình xách lại. Ok anh em, và rồi phôi thế này nha. Tập trung đi người anh em. Bạn cứu anh em vừa phan ơi. Và cứu qua lấy mình nữa. Kèo cũng sáng ngủ cho anh em. Chung nha, và nghe báo đang xử lý nha anh em, hy vọng nó sẽ mang gì sẽ bấm cho anh em coi. Ok, cộng số ngủ cho anh em nào. Chờ đợi thôi. Sao ta? Trời dừng rõ anh em ơi. Ok, còn kèo cuối cùng anh em để mình nha, anh 7 tiếp nha, để mình. Happy go, trở lại anh em ơi. Ok, kèo cuối cùng ngày hôm nay anh em. Vâng, đây là kèo của anh em Trọng Tín. Vâng, và đó là kèo Cristiano Ronaldo 1 Euro 2024 cộng 6 anh em ơi. Vâng vâng, và đây là đội hình full Bồ Đào Nha của người anh em. Quá nét, quá đẹp, quá ưng con mắt anh em ơi. Quá đã luôn nha. Ok, nếu mà đây là Ruben Dias 1 Euro thì hợp lý anh em. Nhưng chắc người anh em thiếu kinh phí. Ok, chiến anh em. Và kèo này mình chiến, hy vọng mình sẽ cứu vớt người anh em. Cứu vớt anh em vâng. Một kèo ăn ngủ cho anh em coi. Nãy xịt không anh em ơi, đúng kèo của năm lỏ ngày hôm nay thì đã chán anh em à. Ok, làm chết phôi nha. Kèo anh em theo nghĩ là phôi thế này anh em, nó vừa trùng khớp với bé anh em ơi. Hy vọng anh bảy sẽ lên tiếng. Cristiano Ronaldo, hy vọng không có cái cách buồn nữa nha anh em. Nếu mà xịt là buồn x2 nha bạn. Anh bảy giờ tập Euro đấy bạn, bây giờ tập cùng sao đó thì x2 nó buồn nhân đôi nha anh em. Chiến nha. Tập trung nha anh em. Mà cười cái gì mà cười khi dễ mình như vậy. Nghe báo mình kỳ quá anh em, ngồi nó cười hoài luôn nè. Cười khi dễ đấy chứ. Cười nhích mép nha. Ok, 2 3 4 5. Và đây là Cristiano Ronaldo. Anh Bảy. Bảy ơi anh. Anh Bảy không lên tiếng anh em ơi, cái nó lại buồn nữa rồi anh em mà. Sorry anh rất nhiều và sorry người anh em Trọng Tín nha. Thật là đáng tiếc em ơi, hy vọng người anh em đập lên 5 lại có thể bế cho lên cộng 6 để lại chuộc lỗi cho người anh em nha. Ok rồi, xong anh em ơi, về lại sân nhà mà gối cho em mẹ của mình là bye anh em nha. Ok, để mình hãy dùng dây sư phẩm. Ok, về lại sân nhà anh em, mở cho kẹt Manchester United của mình trước nha. Ok, hy vọng người anh em báo của mình sẽ bế vào con gì đó 127 xong không yên thì càng tốt anh em ơi. Ok, Euro trước nha bạn. Là nhẹ có Euro hôm nay cho bạn mở hết, ẹt mình cho bạn mở luôn. Mình chỉ là người đứng ngoài cuộc và coi thôi, quả nó quay quá anh em, ok để mình nha. Ok, anh em demo gói Euro trước nha anh em, cho em báo nha. Ok, mình thích thì bạn nhích đi. Mình tin tưởng bạn lắm mà bạn, không biết gói này có chỗ hầm không ha. Mình chỉ thấy cái hầm luôn ý. Ok, hay lắc nha anh em, quả tới giờ game này. Qua 8 giờ mấy đã lắc anh em ơi, bình đú. Ok, lửa nè bạn, dễ có lửa, nhưng quan trọng cho 20 ngon, hơn cho 20 ngon. Urena gọi ca nữa chứ. Tui bạn tắt. Cho bạn xử lý bằng bấm đi. Đợi chờ mình nữa. Thằng thiệt chứ. Ok, hết thứ hai này nha anh em. Bây giờ anh phải cái hùng bằng 1000 cái cũng được nữa. Không được sáng nữa. Cristiano. Rồi còn gì bạn. Tua bạn. Quạt quá. Ok, còn móc 116 nữa. Làm nhẹ quá đó luôn. Da Tây Ban Nha đi. Da còn thấy sinh vàng vàng là húp nè. Đỏ đỏ cho xanh xanh Tây Ban Bồ Đào Nha là cũng vui. Ok, cờ gì? Cờ gì bạn? Ê, 117 nè. Ui, nó cũng mà đủ. Ok, đẹp mình nha. Ok, qua phần tốt nha anh em. 8 hit gói này nha, chấp 360 mảnh. Tin mừng lắm đó, chơi hầm húp nha. Hy vọng chơi hầm nó cho mày vui. Vậy bạn, mà cứ vậy hoài. Ôi, chứ nãy hay trọt trọt quá anh em ơi. Nay tông cái gì? Xin lỗi anh em nha anh em. Ok, lửa đi, lửa. Ui, tuôn đi bạn. Có gì không, có cầu thủ không? Rút đi không ạ, 450 triệu TB. Trời, không có cầu thủ luôn. Vãi, con em đen, qua đây có móc chưa không? Có hai móc nha fan, chiến đi fan. Giỡn phôi cho 7 đập lên đây chô nè.
hy vọng thôi. Lắc quá Phiên ơi, em hôm nay mà không lắc thì em báo vô lắc nha anh em. Umin gì vậy? Umin chắc cũng min đi chứ đâu mà mặt em không uy tín, dù son min không đi min nhưng mà là son không min. Ok, quay theo từng tháng nhịp, quay hoài rửa đi chạy máy rồi min luôn gì fan báo min không luôn em qua đây. Còn gói nữa nè, ok làm gói này xong mở móc kia nha anh em, xong rồi lượm gói trong kia chắc chắn có hầm nhưng mà không biết hầm min hay hầm xịn. Giờ cho mấy làm sạc khá nhiều nha nên giờ xuống giá khỏi hồi lắm nè. Được. Ủa Min nữa. Tụi nó có mở cho vui với Min không anh em. Fan tin mặn lắm á fan. Vì bạn dứt khoát à fan. Hay trở lại anh em. Ok của 125. Lửa gì? Lửa tối là chắc còn như cờ gì? Hàng quá. Tụi anh hả? Tụi nó anh bạn. Tụi nó ma vãi hồ. Trời ơi, chị fan. Ôi sao cho 25 vậy bạn, cho tổ 8 fan. Rồi em mua phôi đập mấy cậu tủ tốt, ngon hơn em húp á. Ôi, có nên tin bằng nữa không? Chắc ngẹp ra anh nên tin bằng không? Khó nè, còn nè, còn hết cuối á. Gip này tích đã đòi luôn á fan, 120 mảnh đó fan. Ok, cái gì fan, fan tập trung với fan cứ hồi hợp hoài mà em bớt mà nó phá, chứ nó mở giúp mình vậy anh em. Quái ò luôn mà, vậy đâu min không luôn, lại min không luôn á. Phôi cũng min mở cho phôi cũng min phôi min luôn. Quái nhờ 16 vui fan, gì đâu quá mà. Ok, bồ đi nha. Bồ đi. Cái cờ hết muốn nói luôn rồi chứ. Gì bạn. Ủa sao ba con vậy bạn. Hồi cuối này ba con nè, mà ba con min luôn. Quái ba con min luôn á anh em. Từ nghe mình nó rang. Hôm nay không có từ nào để nói luôn em ơi. Ba con min thiệt luôn hả? Mình tưởng đúng con nha, nhưng ba con min nha. Chịu. Ok, để mình tính xíu anh em. Ok, trở lại nha, thằng em báo mình nó vô đây lùa mình em ơi, nó lùa mình đập cái trong ba nha, nó nhứt cái nhảy năm. Nhảy năm hay nhảy một. Phải rồi, nó tin nó anh em. Lỡ anh em ơi, cho bạn dứt luôn, cho phá luôn đó. Bữa đập điên lòng rồi. Không chơi thẻ anh em. Ok, đừng có thẻ phí. Mình đập đi lần rồi. Quả này không thấy nhịp sáng rồi. Quả rồi, xịt chứ đâu mà. Vì fan, fan báo cho fan. Khó đắt gì bạn ơi, đi mua nghe báo mình kinh em. Thế chịu. Giờ mình là 1 đến 2 đợi anh em ơi. Tính giờ mở cho mấy phôi đập cho nó chưa có hết phôi. Nhảy đắt tới bạn ơi, cuộc sống dễ ăn game vậy lắm. Mấy đệ mà nó sùm quá nên xin lỗi anh em nha. Vô cái gì mà vô, cái chung mày về không. Mình buồn ngày mai, mình buồn suy nặng. Trời, nó không nhảy anh em mưu, nó là về phải xuất phát nữa rồi. Nhưng mà chú khó đập đi ta. Lùa quá. Cái cú mày đập chắc lên bao hoạch là đập lên đắt. Bỏ anh em ơi. Tự nhiên giờ cấn, tự nhiên muốn đặt kia ta. Biết đâu bà bạch là thấp mà. Bà bạch đang chia thẻ mà, bãi hồ luôn em ơi. Gán à. Đặt cống hiến cho anh em mà. Cống hiến đúng không? Cống hiến rồi chia ra môn phôi xì xịn. Khổ luôn đi anh em ơi. Bãi hồ quá, fan, fan vụ, fan ơi. Chơi cục lên 10 cục. À bạch nha anh em, lần này mình chiến nha anh em. Một hai một mớ phôi đi xa vậy không nghe em thanh đập nữa xịt rồi, cái nhịp sáng này xịt rồi, nghỉ đây đẹp anh. Ok anh em ơi, các bạn đi anh em, mà thật sự hôm nay em báo nó báo mệt ngủ mình quá anh em ơi, quá buồn luôn ơi, chán thật. Ok ra mớ phôi xong cái bài mớ phôi. Chán thật anh em. Ok đợi mình vô phần đó nha, nó lắc lắm. Ok làm nhẹ gối này demo cho em báo nè anh em, mà em báo nó mở đen quá à. Mở min không. Bây giờ bạn ra con tốt 126 là vui luôn bạn, mười mấy tuổi thúc. Ok lửa, dễ gì. Tiếng Anh. Trời ơi cờ gì không biết không. Mà thua. Gà ca nữa chứ. Thấy gà ca thấy mà đú. Ok mẫu ốc này chiến anh em ơi. Hay dụng ra cầu quen quen anh em à.
thì giờ mình ù tay thôi. Ok, có gì đây? Bỏ nha anh em này mình. Ok, để mua mấy cái lõi chắc chân em báo này mà. Cái gì phải đến tay mình nó mới được anh em. Ok, cho mấy hai mình giống min. Mình cưới gì bạn, mình min vậy chứ biết đâu được bạn. Bây giờ mình bắn cái này chui hầm, bắn khóc nặng nè, 400 cái hiệu các bạn. Hơi bị đã đó. Ok, trùng gói không? Trời ơi, trời thiếu 5 cục nữa anh em. Quái game đời vậy. Ok, 405 anh em à, 9 nè. Xe son min hớp luôn nha, em có lửa là vui. Ok, lửa lên 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 nào, lửa hợp phôi. Phôi hay giao phôi xịt xịt đập bên 8 nè. Lắc quá nè, ôi. Gì với em, lẻ đi nào. Chịu anh em ơi. Ok. Chịu. Lửa. Gì vậy anh em, có cầu thủ không? Trời ơi, thử luôn em ơi, gì anh em. Ok, làm nhẹ móc này luôn nha anh em. Hôm nay đen quá anh em ơi, thật sự luôn nè, lên đúng kẹp 5 lỗ. Kể từ đó lại gia đằng anh em ơi. Ok, quay quá quay rồi. Lửa đi nào. Khó dữ vậy ta, 122 nữa. Min không là min mà. Phôi 127 đi, ăn ủi nào. Quay quá quay nha. Chờ đợi thôi anh em ơi. Trăm tư luôn, vãi ò luôn anh em ơi, không có xe to anh em ơi, to này, cấn này, bắt đầu thấy cấn cấn nha anh em. Bạn, tin tưởng bà là hiếp cuối nha anh em, tin tưởng em báo lần cuối cùng nha. Từ từ bạn, mà không thấy ngắm cuộc đời xíu chứ bạn. Ừ, ba con lần đó, ba con trong một gối, ba con trong một gối nha anh em, hy vọng ra cờ xịn thì chúng ta phi phơi lần này cũng vui nữa, ba mấy tuổi, trời ơi, da son mình húp luôn. Mình tin bạn lắm đấy người anh em. Cặp bố mà đen hay đồng mèo đen là hên nha anh em, chắc gần như đó là đủ thôi. Ok, nó quay quá rồi, hay dòng quay này sẽ hên nha, mà có chuyên nghiệp không? Ok, nghe báo quy định chuyên nghiệp anh em à, cái dòng nghiệp này sẽ đúng đắn với nó nha. Khá là căng thẳng đấy. Cờ gì? Cờ gì? Coi. Tay bằng nha, CP. Rồi đưa cho em nha. Trời ơi, là một lỗ luôn. Như nữa. Quan trọng ở ngoài là cái gì đây nè anh em ơi. Nhìn cái gì? Uầy! 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 Lý Hoa! Lý Hoa! Ngã! Xèo! Có Bi Manu và Lý Hoa nước đi! Uầy hả? Ủa sao 125 mà? Ủa sao Lý Hoa 125 ta? Mình đứng Lý Hoa 126, 128 anh em nhưng mà húp nha anh em. Giờ Lý Hoa là húp ở đây anh em ơi. Quá ngon anh em ơi. Chân 55. Ok. Có TB, có mới TB được bạn ơi. Thực sự có ẹt đam luôn cái gì đó thôi anh em à. Qua copy menu luôn anh em. Trời ẹt u mà nãy ra này lưu sướng mà nghe hàng u. Ẹt ra anh em mà mua còn ẹt mà u ra hàng ra anh em đỡ trái ngược trái ngang thật sự. Ok nãy xong vô cờ Ba Lan còn cứ cầm xúc xíu mà bạn tiện vô cờ. Tất nhiên là bi. Quá game troll thế nhỉ. Hay là anh đúng là tin tưởng em hết cuối quá đúng đắn nha anh em. Ok vô shop cái anh em bán liền chứ anh em. Giờ anh em chắc có khi là xả nhiều các bạn giá nó chứ này cho nay cài xong cái skin đó mà anh em cái này nhả nhiều chứ anh em bỏi ở đâu mà nên bán liền không họ bán luôn anh em ơi. Thật sự này ôm làm gì anh em ơi, thật sự bán luôn đi cô nên bán các bạn nên ta. Ok, để đem hỏi ý anh em nha, xong rồi ngày mai anh em comment dưới và mình sẽ đọc comment và mình sẽ không bán em nói hoặc là bán nha. Cái menu này để luôn anh em ơi. Nói chung là để luôn không bán cửa nào luôn nha anh em. Ok, để hết luôn đi ba này thì 20 thứ 20 người bán rồi. Ok, nói chung là bỏ luôn nha anh em. Ok, và rồi cũng anh em xem đã xem clip ngày hôm nay và anh em có nhu cầu gì thì mình sẽ đó nha anh em. Yêu vào comment hoặc là xong có tạ. Ok, bye anh em. Cũng xin lỗi anh em vừa tất cả của anh em vừa ngày hôm nay bế đi nha anh em. Quá buồn luôn anh em ơi. Ok, và khúc cuối được ăn ngủ gì đó gọi là anh em cũng được. Ok, bye anh em.